Kênh Đất Bà Rịa Vũng Tàu Giá Rẻ Phong Hòa xin mến chào quý vị cùng các nhà đầu tư. Đó, hôm nay em đang đứng mặt tiền đường nhựa thông của thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quý vị ha. Thì hôm nay em có sản phẩm là một căn nhà nha quý vị. Đó, mặt tiền đường nhựa thông nha, cách biển chỉ có tầm chưa đến 5 phút nha quý vị. Chút em quay ra biển cho quý vị xem. Thì căn nhà này là ngang 5m3. Đó, sau một cạnh là 12, một cạnh là 11 nha quý anh chị. Đó, thì full thổ cư quý anh chị ha, chủ đang lên full thổ cư nha. Đó, thì cái này là đã có sơ đồ vị trí rồi quý anh chị ha, chờ ngày ra sổ thôi, chỉ tầm tầm 2 tuần là có sổ nha quý anh chị. Đó, thì căn nhà rất là đẹp quý anh chị ha. Đó, anh chị xem này. Đó, căn nhà toilet toilet đầy đủ quý anh chị ha. Đó, đây là tầng trệt nha, nhà mới 100% chưa ở nha quý anh chị, 100% chưa ở nha. Đó, à, anh chị thấy nhà tất cả nội thất trên màn hình là để lại hết quý anh chị ha. Đó, từ tủ bếp rồi sofa rồi nhà này là ô tô để tới nơi vô nhà luôn nha quý anh chị. Rồi trên là có hai phòng ngủ nha. Đó, có cửa là cửa này là cửa cuốn quý anh chị ha, chút nữa em bấm cửa cuốn xuống cho quý anh chị xem nha. Đó, tường là áp, tường này là tường áp 1m8 nha quý anh chị. Đó, rất chi là đẹp quý anh chị ha. Đó, nè, cầu thang là bằng kính nè, gỗ kính đẹp đẽ ha. Còn đi lên là bằng đá hoa cương nha. Cái này là đổ tấm suốt luôn nha quý anh chị. Đó, đổ tấm thật chứ không phải giả nha. Trên là có hai phòng ngủ. Đó, có toilet đầy đủ luôn nha, có giếng trời cho quý anh chị luôn ha. Đó, này một phòng đi phòng thứ hai nè. Nói chung là giờ mình về trên phòng thì mình bắt hai cái máy lạnh là ok nha. Đó, nè, đây là cũng một phòng, đó là hai phòng nha quý anh chị. Đó, thì hướng đất của mình là hướng nhà của mình là hướng đông nam quý anh chị ha. Đó, đây toilet nè. Đó, mình có thể là phơi đồ đạc đây cũng được nha. Đó, toilet các thứ đầy đủ nha. Đó, mà giá chỉ có là 1.680.000 nha quý anh chị, giá này còn bớt nhẹ nha, 1.680.000 quý anh chị ha. Đó, nè, đó, là phòng các thứ đầy đủ hết luôn nha, trên là lợp tôn nha quý anh chị. Đó, nhà nhìn rất là chi là sang trọng, tổng diện tích là mình là 60m2 quý anh chị ha, 60m2 gần biển luôn. Anh chị nào mà thích hợp tài chính cỡ này gần biển cần nghỉ dưỡng là liên hệ em nha. Đó, em quay sơ flycam cam cho quý anh chị xem nè. Đó, đây nhà mình đây ha. Đó, em quay quay flycam cho quý anh chị xem. Đó, đây nhà mình là nhà tôn này quý anh chị ha, tiền tường là riêng biệt nha quý anh chị. Đó, tường là tường 20 quý anh chị ha. À, đó lên cái xịt ra biển theo. Đó, chỉ có cách biển khoảng độ tầm 1,5 cây số thôi quý vị ha, cách đồn nghỉ dưỡng là tầm 1,5 cây số đồ lại. Chút nữa quay ra đồn nghỉ dưỡng cho quý vị xem ha. Đó, gần chợ, trường học, ủy ban, mặt tiền đường nhựa thông, không có bị vô đường lộ giới gì quý vị ha. Đó, tại vì chủ là mới lên thổ cư rồi mới tách nhau quý vị. Đó, đây là căn nhà của mình phía trước nè. Đó, cửa này cửa cúng quý vị ha. Thì bây giờ em quay từ đây ra biển cho quý anh chị xem ha. Đường này là đường nhựa, hai ô tô tránh nhau là có tim vàng nha quý anh chị. Cách đường 36m là tầm 100m thôi quý anh chị ha. Đó, sát đường 36m luôn quý anh chị. Đó, khoảng độ 150m là tới đường 36m rồi. Đó, đây đường 36m đây nha. Anh chị quẹo phải là về thành phố Bà Rịa nha. Khoảng độ tầm 6-7km nha quý anh chị. Trung tâm thành phố Bà Rịa nha. Đó, rồi em dắt anh chị ra là biển Long Hải đồn nghỉ dưỡng nha. Đó, thì anh chị nào mà hợp làm nghỉ dưỡng hoặc là làm đầu tư sinh lời cũng ok nha quý anh chị ha. Tại vì mình nhà sẵn rồi, full thổ cư, hiện tại là chủ đang tách sổ nhưng mà có sơ đồ vị trí chính chủ ra nhận cọc quý anh chị ha. Đó, 2 tuần là có sổ nha quý anh chị. Đó, nè anh chị thấy không, đường này là đường 36m, hướng này là anh chị đi về
Phước Hải, Lăng Rừng, thì sau Lăng Rừng chỉ có tầm 3 km là tới Lăng Rừng quý vị ha. Đó. Rồi về Phước Hải, rồi về đường ven biển, về mình La Gi, Bình Thuận là anh chạy đi hướng này nha. Đó. Đây em quay phải là anh đi ra đường này, là đường đường này là đường đường số 9 nè. Đó. Đó, đường số 9 đó, đồn 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 nghỉ dưỡng là trước mặt mình nha quý anh chị, mặt biển đó nha. Đó. Nhưng mà hiện tại là chưa có làm đường, đường này là thông ra biển luôn quý anh chị ha. Đó, em đi đường này ra ra biển cho quý anh chị xem nè. Đó. Đây là đường Võ Thị Sáu quý anh chị ha. Đó, đây quẹo ra đây cái là biển luôn nè. Đó, hiện tại là mùa này là mùa hè du lịch nên là khách rất là đông quý anh chị ha. Đi bộ ra biển tắm rất là nhiều luôn. Đó, đây là cổng đoàn nghỉ dưỡng quý chị thấy không? Đoàn nghỉ dưỡng nè. À, giá chỉ có 1.680.000 thôi. À, anh chị nào mà thiện chí thì liên hệ cho em sớm nha. Giá này bán chỉ trong một tuần lễ thôi nha quý anh chị. À, nếu mà ra sổ thì không có giá này quý anh chị ha. À, thì giống như lúa non vậy quý anh chị ha. Nói chung là đã lên thổ cư đầy đủ đóng thuế xong hết rồi, ra sơ đồ vị trí chờ, chỉ chờ ngày ra sổ thôi quý anh chị ha. Đó, hiện tại là biển biển Vinh Cô là đang đang có sửa chữa lại quý anh chị ha, đào tôn các thứ nè. Thì anh chị nào mà thích thì liên hệ cho em nha. Đó, sẵn đây em giới thiệu thu lên là anh chị nào mà có đất hoặc nhà cần bán thì cứ liên hệ em ra bán phụ quý anh chị ha. Đó, không lấy tiền quay quý anh chị ha. Đó, đây đây là cái sơ đồ vị trí của mình nè. Đó, đất ở các thứ nè, đất ở là 53,7 nha. Đó, còn lại cây lâu năm là 7,3 mét vuông, tổng thể là 61 mét vuông quý anh chị ha. Tổng sẽ cái nhà mình là 61 mét vuông nha. Đó. À, trừ hiên trừ đồ luôn, có nói chung cái nhà mình là 53,7 mét vuông quý vị ha, còn tổng diện tích là 61 mét vuông nha quý anh chị. Đó, đây là sơ đồ này, lên thổ cư hết rồi quý anh chị ha. Đó, chỉ chờ ngày ra sổ thôi, 2 tuần là có sổ quý anh chị ha. Đó, còn đây là vị trí của mình, vị trí chấm đỏ quý anh chị ha. Từ đây anh chị ra biển anh ha, rất chỉ gần nha, chỉ có còn 1,5 cây số là đường chim bay nha. Đó, ngay đây nè, gần chợ, trường học, ủy ban, gần nhà thờ, rồi nói chung là chợ, rồi đi bệnh xá các thứ cũng rất chỉ là gần quý vị ha. Đó, đi lên thành phố Bà Rịa nè, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa là đi trung tâm thành phố Bà Rịa tầm chưa đến 8 km quý vị ha. Đó, rồi đi Hồ Tràm, đi Hồ Tràm chỉ có tầm 15 km là đến nha. Đó, rồi anh chị nào mà thích thì liên hệ cho em số điện thoại là 0916732748 quý vị ha. Nhà này rất đầu tư rất là ok, dọn vào là ở ngay luôn, full nội thất để lại hết luôn, tủ lạnh, tivi, rồi máy giặt các thứ nha. Rồi em xin mến chào quý vị.